Phần 2, như vậy, rõ ràng chữ vị tha ở đây là rất thực tế. Nó không chỉ là thiện ý, mà còn là thực lực và phương pháp nữa. Bạn chỉ có thể cho những gì bạn có, bạn không thể cho những gì mình không có. Chỉ khi bạn vừa có thực lực, vừa có thiện ý, thì mới có thể làm từ thiện. Nếu bạn không có gì cả, ngoại trừ một đống khổ đau, bối rối, mất phương hướng. Trong cuộc đời thì bạn cũng không thể giúp được ai, dù bạn yêu thương người ta đến thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là những ý tưởng hão huyền không thực tế. Khi bạn đang buồn bực, phiền muội, làm sao bạn có thể cho người khác hạnh phúc, an vui? Bầu không khí quanh người phiền muộn, lo âu hay giận dữ cũng bị ảnh hưởng. Cái nóng nảy bức xúc của một vài cá nhân đang có tâm trạng không vui, và nó có thể trở thành một phản ứng dây chuyền dẫn tới một cuộc bạo động hay nổi loạn. Ngược lại, khi bạn đang vui vẻ hạnh phúc, dù bạn không có tác ý cho người khác cái tâm trạng hạnh phúc đó, thì những người thấy bạn cũng cảm nhận được cái tinh thần phấn chấn của bạn. Và như vậy là bạn đã cho cái nguồn sinh lực tích cực đó rồi. Do vậy, hãy làm sao cho chính bạn được hạnh phúc an vui, rồi bạn mới có thể cho người niềm hạnh phúc an vui. Nếu bạn vừa có thiện ý, vừa có khả năng phương tiện thiện xảo nữa thì thật tuyệt vời. Trong một bối cảnh khác, Đức Phật lại khuyến khích chúng ta hãy phát tâm từ bi vô lượng đến tất cả chúng sanh, dù lớn hay bé, dù thấp hay cao, dù sang hay hèn, dù gần hay xa, dù thấy được hay không thấy được, hãy đối xử với mọi người bằng tình của một người mẹ luôn yêu thương và hy sinh cho đứa con duy nhất của mình. Hãy duy trì tình thương cao cả và quên mình này trong mọi lúc, mọi nơi, từ lúc mở mắt chào đời một ngày mới, đón chào một ngày mới cho đến khi rơi vào giấc ngủ an lành. Đừng bao giờ ôm ấp những tâm niệm sân si, hờn oán và mong gặp người đau khổ hoạn nạn. Đừng lừa dối người dù chỉ là một lời hứa suông. Hãy thương và ôm trọn vào lòng mình ngay cả những khiếm khuyết và bất toàn của mình và tha nhân. Tình thương và sự cảm thông sẽ hóa giải và chuyển biến những năng lực hay phẩm chất tiêu cực, vô dụng hay thậm chí độc hại thành hữu ích, tích cực và tốt lành. Thương những gì dễ thương thì thật dễ. Bất cứ ai, một người bình thường nào cũng có thể làm được. Nhưng thương những gì khó thương, những trái ý, nghịch lòng, những kiều thù, oán hận thì không phải là dễ. Tâm chúng ta quen phân biệt xấu tốt được mất, hay dở, thích, không thích, thân, không thân, bạn, thù, vân vân. Những phân biệt của trẻ nhị nguyên là thường là điểm xuất phát của nhiều thứ phiền não khác như ích kỷ, ganh tị, thiên vị, thiếu bao dung hay đố kỵ, hiềm hận. Biết chăng, những giá trị mà chúng ta gán cho đối tượng thì rất chủ quan, phiến diện và thường bị ảnh hưởng bởi cảm tính, nên chúng không phải là những thước đo đáng tin cậy. Ý thức được nhiều điều này, người thiện chí không để cho những tình cảm chủ quan dẫn đến những tình cảm thiên vị hay đố kỵ, không phản ứng hay cư xử một cách hấp tấp, bốc đồng. Người thực hành giáo dốt những gì Phật dạy thì không xem ai là kẻ thù, nhìn tất cả chúng sanh bằng cái tâm bao dung, cởi mở và bình đẳng, không phân biệt. Đấy mới là đích thực tinh thần vô ngã của đạo Phật. Vô ngã không phải là xả mình hay quên mình cho một mục đích nào, cho người thân yêu, cho chủ nghĩa lý tưởng mà mình tôn thờ, cho đất nước hay cho tôn giáo. Chúng ta sẽ bàn thêm ở phần sau. Chúng ta chỉ là những giá trị mở rộng của bản ngã, mà vô ngã là không chấp thủ, vô phân biệt, bình đẳng và trung dung trước mọi cao, thấp, tốt, xấu, hơn, thua, được, mất và thị phi của cuộc đời. Vô ngã không phải là quên mình, mà là biết mình, biết người nhưng không chấp thủ vì thấy được thân phận. Thân vận hành không ngừng của vạn chấp thủ vì thấy được sự vận hành không ngừng của vạn pháp, trong đó có cả những cấu trúc nên mỗi cá nhân. Sự vận hành đó có tính tương quan nhân duyên. Khi những yếu tố như vậy, hoàn cảnh như vậy cùng xuất hiện thì hiện tượng như vậy sinh khởi. Khi những yếu tố, điều kiện thay đổi thì sự vật, con người và các hiện tượng cũng đổi thay. Thấy được những thay đổi vận động, hình thành và tan rã không ngừng trong mọi hiện hữu, chúng ta sẽ thôi chấp thủ vào một giá trị bất biến hay một bản ngã thường hằng đang tồn tại trong ta hay ngoài tầm nhận thức của chúng ta. Đức Phật không cho rằng một soạn giả hay đạo diễn nào đằng sau những vở kịch của cuộc đời này.
nó là một sự vận hành theo các quy luật vô ngã, hay nói theo ngôn ngữ thông thường, chúng là những quy luật có tính tự nhiên, có tính tương tác và chi phối lẫn nhau trong một vận động không ngừng. Nói như vậy không có nghĩa là mọi chuyện xảy ra một cách ngẫu hứng và tùy hứng, và chúng ta không phải chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình. Thật ra, phản ứng của chúng ta, cái phản ứng xuất phát từ khuynh hướng từ chối và thủ giữ bản chất, bản ngã chấp thủ, quyết định phẩm chất của những kinh nghiệm mà chúng ta đã đi qua, đang là và sẽ gặp trong cuộc đời. Cái bản ngã mà chúng ta tự tạo nên như một vỏ bọc để tồn tại, để chống lại những gì khiến chúng ta đau khổ, bất mãn, vốn không thực. Do nhân duyên, hoàn cảnh, chúng ta đã tạo dựng và chúng ta đã có những giá trị nhất thời, nhưng nếu chúng ta tuân thủ, giữ vào những hình mẫu giả tạo và đổ lỗi cho thời này, chúng ta sẽ không bắt kịp nhịp độ vận hành tự nhiên của vạn pháp, trong đó có những cấu thành nên một nhân cách, một cá tính cũng như đã thay đổi. Sự thủ giữ tất yếu sẽ dẫn đến sự xung đột ngay cả bên trong cá nhân đó, cũng như xung đột trong các mối quan hệ cá nhân đó với môi trường xung quanh.